Có gì báo mộng hay gì không? Nói chung là em không ấy mà thằng này nó thấy nè, bữa thấy nay hoài luôn hả? Thấy ăn bữa tối 2-3 giờ nó dậy, nó đi tiểu, cái nó dậy cái đi ra đi xong đi vô đứng nói: "Ủa bà làm cái gì bà?" Cái em hỏi: "Ủa con nói chuyện ngày nè anh." Cái nó cười xong lên ngủ, cái sáng nó dậy nói với em nói: "Mẹ tối này ba về thăm mấy mẹ con mình." Thì con có tin là cái đôi dép để như vậy mình, cái đôi dép nó có nước không? Vậy đó hả? Đôi dép đây, đôi dép này của anh hay chưa? Đôi dép của nó đó. Dạ. Mà sáng này cô quét nhà tới đó đó, cô cầm đôi dép nước không, tôi nói trời trời thằng ông nội mày đi rồi rửa chân á hả, mày để nước không vậy, xách xuống cho Hạnh coi nè, Hạnh mày coi nè. Cô có sợ không? Không. Xin kính chào quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả đang xem kênh Thường Phạm. Thì trong clip lần trước, quý vị Thường Phạm có ghé thăm một hoàn cảnh, đó là chị Hạnh. Chồng chị qua đời mà chị không có tiền để lấy cái hũ cốt ở trong cái chỗ thiêu quý vị. Thì thông qua clip đó thì Thường Phạm nhận được một số tiền của cô Diệu Hương. Hôm nay Thường Phạm đến trao và giúp đỡ gia đình chị. Với lại Thường Phạm cũng cập nhật cũng biết là chị cũng đang gặp khó khăn. Mấy người con của chị lại đi bệnh viện nữa. Dạ em chào chị. Làm gì vậy? Đang chăm sóc mấy bé hả? Chào con. Hôm nay em thấy chị tươi hơn lần trước rồi ha. Rồi sao rồi cái chân chị hôm nay em thấy đỡ rồi ha. Thôi tắt cái quạt nha. Để em tắt cái quạt nha. Hôm nay em tới đây em thấy cái chân của chị đỡ nè, lần trước thấy băng bó quá trời luôn rồi chị đau nhất nữa. Dạ bữa nay khô rồi. Khô quá trời ha. Dạ. Em nắm được thông tin là chị với mấy bé là đi bệnh viện mới về phải không? Dạ, mới đi về hồi sáng. Rồi bé nào bệnh đâu? À, thằng này với lại thằng đó nè. Bé này với bé này. Bé này thì nó nhập viện cũng hết 4 ngày. Dạ. Còn thằng đó thì nó bị ăn với uống vô nó ho á. Rồi ăn với uống vô cái nó bị đi cầu với lại ói á. Bé này thì dạ, nó bị viêm đường hô hấp, viêm phổi. Dạ. Rồi nó thở không nổi á. Rồi nhập viện để mà xong thuốc. Dạ. Với lại uống thuốc được mấy ngày vậy. Rồi em thấy vậy em xin đi về. Tại chi phí ở đó nó cao quá, sức đề kháng của nó yếu. Dạ. Mà bác sĩ bắt phải nằm một cái phòng mà mình đăng ký phòng chỉ có 2 giường thôi à. Thì dạ, mấy phòng kia sợ người ta ra vô rồi nó sức đề kháng không có, nó bệnh á. Dạ. Tiền phòng không ngày cũng 700-800 ngàn chưa tính tiền thuốc á. Dạ. Thì mà bảo hiểm nó chi trả được có 100 mấy à, em thấy cao quá cho nên là em xin đi về nhà điều trị ở nhà. Dạ. Nó bị nội tạng đảo ngược, với lại hiện tại là bây giờ tim của nó bị thủng lỗ nhỏ. Thứ hai là bệnh gì chị? Dạ, nó là nó bị hôm qua đi siêu âm thì nói là nó bị rối loạn đường tiêu hóa với lại bị viêm phổi. Nó bệnh cũng ho rồi ói, là ăn vô cái là không ăn uống gì hết á, mà cứ uống miếng sữa vô cái là ói đi cầu suốt vậy cả ngày vậy á. Vậy hả? Dạ. Em thấy chị kể cái tên bệnh nó giống giống như bệnh anh rồi đó ha. Dạ, y như ba nó mấy ngày lúc mà ba nó mất y chang vậy. Em cũng đang sợ. Tại lúc mà mấy ngày cuối ba đó mất là cũng hay ăn uống vô là ói đi cầu suốt như vậy đó. Dạ. Nó là kiệt sức luôn. Mấy nay em thấy nó như vậy em cũng đang sợ luôn. Trời ơi. Mình đi khám nhà bác sĩ khám không có ra bệnh. Bác sĩ nói là hả giờ trước tiên không thấy không bị gì hết, chắc là bị rối loạn đường tiêu hóa thôi à. Nhưng mà nó không ăn không uống gì hết á, mà cứ nó uống một miếng sữa vô cũng vậy là nó đi vô nó đi cầu. Xong rồi nó ngồi nó ói sạch ra hết tới khuya vậy đó. Trời ơi. Chứ lại chiều chật vật nó hai đòi đi theo ba đó. Mấy bữa nó nằm nó nói hả là anh đòi chết theo ba nó giết à. Vậy đó hả? Dạ. Thì nó nói là hả đâu có biết mẹ đâu có biết là con nhớ ba như thế nào đâu. Anh có gì báo mộng hay gì không? Nói chung là em không ấy mà thằng này nó thấy nè. Bữa thấy hoài luôn hả? Thấy bữa rồi. Tối 2-3 giờ nó dậy nó đi tiểu, cái nó dậy cái đi ra đi xong đi vô đứng nói: "Ủa bà làm gì bà?" Cái em hỏi: "Ủa con nói chuyện ngày nè anh." Cái nó cười xong lên ngủ, cái sáng nó dậy nói với em nói: "Mẹ tối này ba về thăm mấy mẹ con mình." Cái chiều chụp giặt xuống là bắt đầu nói hả, cứ chiều xuống sao con thấy con nhớ ba quá à. Nó lên bắt cái ghế ngồi ngay cái bàn thờ ba, nó gục mặt xuống đó. Ngày nào nó cũng vậy, nó khóc ngay đây luôn hả chị? Dạ, nó ngồi ngay cái bàn nó, cái nó ụp mặt nó nói vậy đó. Dạ. Ngày nào nó cũng nhắc ba nó hết. Chị giới thiệu tên của các bé lại cho khán giả được biết đó chị. Bé này là Lê Đăng Khôi. Lê Đăng Khôi, bên đây. Đây là Lê Đăng Khánh. Lê Đăng Khánh. Con này là Lê Công Phước. Rồi anh mình dậy báo mộng vậy thấy cũng
cũng sợ sợ chị sợ không? Em cũng sợ mà giờ đi khám không ra bệnh, giờ cũng đang không biết, đang rầu không biết làm sao hết. Mà giờ cũng đâu biết là sao đi khám, giờ mình cũng dẫn nó đi khám mà thì siêu âm hết rồi. Đó hả? Với lại mấy nay nó trứng á, nó kỳ lắm. Dạ. Khánh ơi, Khánh. Con khát sữa hả? Nó không chịu vô quay phim đâu. Cứ quay phim là nó quay chỗ khác vậy. Vậy đó hả? Thôi ơi. Cứ chiều giật giật em tắm xuống là nó vô, nó sao cứ chiều xuống thế là con thấy con nhớ ba quá mẹ. Mẹ mẹ có nhớ ba không? Cái em nói không, tao không nhớ ba mẹ, tao giận rồi. Tại ba mẹ bỏ mấy mẹ con mình đi nên mẹ ghét rồi, mẹ không thèm nhớ ba. Cái nó nói sao mẹ kỳ vậy, ba chết rồi mà mẹ không thương ba hả? Con thương ba, nhớ ba lắm. Bữa em la nó, em kêu nó thì uống sữa không uống cho chết. Chết thì chết đi, con cũng đang muốn chết đi theo ba nè. Trời ơi. Mẹ đâu có biết là con nhớ ba như thế nào đâu. Bây giờ con mở lên con coi mấy chú mà quay phim, nó nghe mấy chú nói là con muốn rớt nước mắt. Đâu có ai biết được là con nhớ ba con như thế nào đâu. Mà lúc đó 9-10 giờ đêm mà. Cái sáng nó dậy là ra nó ngồi ghế đó, nó gục cái mặt lên cái bàn làm sắp đó nhìn đó. Nó hỏi em chứ giờ mà nó nhớ ba nó làm sao nó nói chuyện. Em nói con nhớ ba rồi, thôi con đốt cây nhang đi. Tại một lần nó ngủ vậy là nó hay ôm ba nó hung lắm, ba nó hay thương nó lắm. Dạ. Bây giờ là nó vậy đó. Rồi cái lúc mà anh còn sống thì anh dành tình thương của anh với mấy đứa con chị ba nó chắc dành, nhiều lắm ha. Dành tình thương, ba thương con lắm, anh thương con lắm. Dạ, bé Hạnh nó lanh lắm. Dạ, nó 5 tuổi. 5 tuổi ha. Nè, con thấy ba vậy không? Không chịu. Bây giờ nói là quất ngang vậy đó. Mấy bữa mà hồi lúc mà anh mới mất anh có lại quay á, thấy không? Dạ. Nó lại nó ngồi trước mặt, lại ngồi trước mặt cho quay, mà bữa nay cái nó thấy là nó bỏ đi vậy. Còn không, không nó chứ. Không quay. Nó dữ lắm. Cái này nó không dữ lắm. Trời ơi. Phản ứng ngộ quá quý vị. Thì bé này là quý vị có xem clip của Thần Phạm lần trước á, là bé chịu ngồi trên ghế, chịu quay mặt ra cho quay đàng hoàng. Hôm nay là vậy đó, còn lại là buổi chiều đó quý vị, thì chị mới vừa kể là bé thấy cha về luôn, đúng không bữa chị? Nó, có bữa nó ngồi nó nói ba đang ngồi đủng đỉnh trên đầu mẹ kìa. Trời ơi. Cái em giữ nó, em nói hả mẹ mày đừng có nhát, thiệt đó, ba đang ngồi đủng đỉnh trên đầu mẹ kìa, cho ai biểu mẹ không nhớ ba làm chi. Dạ. Ấy như em nói, em dọn cơm lên cúng ba, nó cái nó nói hả hồi ba còn sống ai biểu mẹ không cho ba ăn chi, giờ mẹ cho ba ăn cơm ba cũng có sống rồi mẹ cho ăn chi vậy? Nó nạt em mà làm dữ với em đó. Mấy bữa mà anh mất anh đi theo bữa trước bữa sau á. Vậy mà đi khám bác sĩ nói là phổi nó tốt, giờ không có bị gì hết, đường ruột cũng tốt. Em mới nói là giờ nó không ăn uống được gì hết mà nó cứ nó ói với nó ỉa không à. Rồi đi siêu âm đi đồ mà không có ra bệnh, chỉ nói là nó bị rối loạn. Hồ quá trời luôn. Lấy nước uống đi nào. Trời, em thấy cái ho của bé này là nó ho y như là bị viêm phế quản nặng lắm vậy. Đúng rồi đó. Nhưng mà đi xuống dưới chụp hình phổi không ra. Bác sĩ nói là cái phổi nó không có bị gì hết. Ngộ. Rồi đi siêu âm bụng của nó lại coi sao nó bị đi cầu, cũng bác sĩ nó cũng không có bị gì hết luôn. Vậy chị cho em hỏi lúc anh qua đời anh có chăn chối là cái gì không? Dạ không. Tại lúc 5 giờ sáng, 4 mấy 5 giờ cái anh biểu em thì ẩm thằng nhóc nhỏ này nè. Là đi vô đây em nằm đây nè. Con nằm đây cho anh ôm hai mẹ con xíu. Cái em mới la, anh em nói là kiểu như sức đề kháng con nó yếu á, còn anh bệnh anh ho anh khạc vậy thôi để mẩm con ra. Rồi em cho con nó bú đi rồi em vô với anh. Thì em vừa ra ngoài giường sao em chưa ngã lưng xuống nữa, thì trong đây em nghe anh la anh hét. Em cứ nghĩ là giống như mọi thường, anh cũng đau anh la vậy đó. Yeah. Ai về anh la anh hét là anh ói, anh bị sốt huyết á. Anh ói ra anh té là nửa trên nửa dưới. Rồi mẹ em mới đi ra thấy mẹ kêu đi vô coi lao, rồi nó nằm nó quỵ trong kìa. Em mới nói là để sáng đi, tại vì y một đêm là em đi làm em thức với ảnh nữa. Mà nói vậy cái em đi vô em nói là trời ơi nằm vậy sao mà hả, thở được. Thì em đỡ chồng em lên là em thấy người chồng em cứng rồi. Nó rồi vậy rồi là lúc đó là chồng em đi. Nếu mà hai mẹ con em nằm đó chắc ảnh đi trên tay hai mẹ con em luôn. Dạ. Rồi à, nãy giờ em tới đây thì không thấy cô ở nhà. Cô còn ở đây không chị? Dạ còn, mẹ đang nấu cái gì thì sao kêu bà nội con. Rồi, mấy mẹ con đi bệnh viện không gọi là bé này với bé này bệnh không phải không chị? À, thằng này là em đi bữa rồi sức khỏe chị sao, có vô bệnh viện có khám cái gì không? Có, em mới đi khám hồi sáng. Dạ. Em nghe cũng mệt á, rồi nghe phổi nghe khó thở lại. Rồi bây giờ là bác sĩ cho xuất viện về là về hồi nào hai bé nè? À, không, cái thằng này không có dạ con chào cô. Dạ, cô ngồi đây, con mới vừa tới con hỏi thăm gia đình mình chút ha. Thằng này là không có nhập viện mà là em đi khám. Dạ. Thôi à, còn thằng này là nó bị nặng nhập viện nè, nhưng mà em xin về
tại vì nằm ở đó chi phí cao quá, mình nhắm khả năng mình không có tiền á. Rồi bác sĩ nói bình tình hai bé này rồi thì sao bác sĩ rồi? Thằng này là bị nặng là tại vì lý do là nó cái tim của nó đó bị thủng lỗ cho nên là nó khó thở. Nhưng mà mình xuất viện vậy giờ là về thì hợp lệ không? Thì bác sĩ nói là về nhà thì cũng vẫn cho thuốc xong, nhưng mà vấn đề phải theo dõi, tại vì ở dưới nếu mà xong nó có bị sốc thuốc thì cũng có bác sĩ theo dõi. Đó rồi. À, còn bây giờ về nhà mà sốc một mình xong vậy thì mình phải để ý nó, dạ. Sợ nhiều khi nó bị sốc thuốc á. Bé này hà, bé này là cái gì nó cũng tốt hết. Tốt mà, nhưng mà thấy cái ho đó giống như là cha đó nha. Dạ. Nó ho nghe nặng lắm mà đi chụp hình phổi, bác sĩ nói phổi nó không có bị gì. Rồi chị sao rồi, chị không gầy là tổng cộng nằm bệnh viện mấy ngày rồi có thiếu thốn gì không? Sức khỏe em cũng chưa được. Có bình phục á, em cũng chưa có đi làm được. Mà tự bữa giờ mấy đứa nhỏ với mấy mẹ con cứ bệnh suốt à. Lý do chị xin về là sao? Tại nằm thấy anh Hăng không có tiền rồi thì nên em xin về. Tiền ha, tốn tiền quá ha. Trong cái video lần trước á cô, thì giới thiệu con là cái căn nhà mà đang ở, đang thờ anh nè, với chị đang ở là nhà này là nhà của chị Hai phải không? Anh Hai, chị Hai. Anh Hai, chị Hai bên chồng ha, bên chồng của chị Hạnh ha. Rồi con muốn biết là ví dụ như cái hông nhà bên kia là trước kia là chị Hạnh ra đó ở đỡ, rồi bây giờ là làm gì làm thì sau này chị Hạnh cũng phải thờ chồng, cũng phải có cái nhà ở để mình thờ chứ. Xưa nay cô có cho chị được cái nền nhà nào không? Thì cho hai chồng nền nhà, bây giờ không có tiền nữa, không có điều kiện rồi. Sửa nhà lại thì cho lâu chưa? Cô cho cái nền nhà lâu chưa? Thì cũng ở lâu rồi mà nó sập rồi. À cũng có là có nền nhà phải không? Có. À là sập. Cái chỗ hôm trước con đi ra đúng không? Đúng cái rồi. Nhà này ha. À, giờ vườn mấy cái vườn vậy sập một hết trơn rồi. Rồi dạ. Đồ hư hết rồi, giờ không dám chung vô. Dạ, nói chung là cái chỗ đó đó ha. Giờ cứ nghĩ lại, tại con mình không tiền, con mình chết. Dạ. Cứ mỗi lần cúng cơm cho nó, nhìn nó đau, nó đau, không thể tả được. Dạ. Cứ đốt nhang cho nó là nuốt nước mắt. Dạ. Xưa anh còn sống, anh cũng thương cô nhiều hay sao? Nó thương mẹ, nó thương mẹ nhưng mà kiểu như nó không có nói ra đó. Dạ. Nhưng mà nó cũng quan tâm tới. Nó không có mà về đây ở mười mấy năm, không có phiền hà lối xóm, dạ. Không có mít lòng tới ai. Nít, đứa nít cũng vậy, không có. Khi chị đi vô trong bệnh viện cho mình khám, cho mình uống thuốc cho mau khỏe hả chị? Chứ dạ. Em tới đây em thấy chị ho rồi, bé thứ tư đó cũng ho nãy ho nặng luôn á chị thấy cái dạ đó, em không? Có hôm qua em đi xuống cái chụp hình phổi cho nó rồi giấy thuốc mà bác sĩ nói cái phổi nó có bị gì á. Dạ. Bữa đi bệnh viện Châu Thành cũng vậy á, đối diện bệnh viện tỉnh á, thì nói phổi nó cũng tốt. Dạ. Chụp hình phổi chứ âm bụng thì thấy nó bình thường, không có làm sao hết á, mà giờ em không biết nó làm sao nữa, nó không ăn uống gì, nó ói riết à. Dạ. Ói ỉa riết à. Mấy ngày nay thấy con bệnh vậy, ở bệnh viện nghe cái mệt cũng mệt nha, hơi mệt lại. Rồi hồi nãy giờ thì con tới đây con hỏi chị á, thì cháu thứ tư á, cháu thứ tư cháu nằm đây nãy nè, là chị nói là thấy cha về hoài khuya, cái tự nhiên cái nó nói với mẹ nó ba làm gì vậy ba. Cô có nghe luôn không, cô thấy thì luôn không? nghe mẹ con nói chuyện á mà. Dạ. Mình tưởng đâu nó nằm chim bao rồi nó giật mình dậy, nó đi đái hay gì đó, hỏi ba làm gì vậy ba. Rồi cái lúc đó mình có mở đèn sáng không? Đèn để mà, để dạ. Cái đèn nhỏ nhỏ xíu vậy nè, để ngay chỗ giường cho mấy mẹ con thấy đường nặng mà pha sữa chung ra chung vô. Dạ. Cho nên bà mẹ nó hỏi nó, cái gì Đăng Anh, nó còn thấy bà. Dạ. Có khi nó cô có thấy không? Cô không thấy mà bạn bè nó thấy hoài. Ồ vậy đó hả? Có người bạn nào thấy không cô kể có. Cho biết đi. Bạn bè thấy hoài. Cái bữa mà nó đi thiêu đó là bữa tối bữa sau là thấy đứng ngay trước cửa nhà. Mà người ta nói là kiểu như mình đóng cửa đó, không ai mở cửa cho vô. À. À, rồi bạn đó hả, cái thằng bạn nó nhà tuốt cái đằng kia. Đợi cái nó ngồi ngay cái ghế xà lông, ngồi chành bệnh đó, thằng nỉ nó. Gì ông nội, đi đâu đây? Có diễn đâu thì đi lại thăm bạn chơi vậy mà. Là nó thấy hai lần luôn á. Dạ.
Một lần á thì bữa mới đây là cũng 21 ngày á. Rồi cái người bạn đó thấy vậy, người bạn đó qua đây nói cô hay sao? Nó kể, rồi bữa 21 ngày mới chủ nhật vừa rồi á, nó lại mắng Dung. Mẹ, con cái mở cái đèn led của điện thoại á, con nhổ râu, tắt cái đèn led của con. Xong rồi cái con mở lại nữa, cái con nhổ râu nó tắt một lần nữa. Cái con tức mình quá, con biết làm sao. Cái con lay quay con mở đèn led, tắt luôn cái đèn nhà luôn. Cái con nói, rồi rồi tao biết rồi, mày chứ không ai Khoa, thằng ông nội, mày chứ không ai á. Rồi cái vậy mở đèn lên, là bữa chủ nhật á, là thằng đó nó mắc đi làm. Con để điện thoại nó kêu anh Tài, bữa nay cúng cơm anh Khoa 21 ngàn. Mà thằng đó để điện thoại ở nhà nó mắc đi làm, nó không nghe. Rồi tới chiều tối vậy mở ra mới thấy. Qua tới ngày thứ hai á, chiều 6 giờ mấy rồi, đóng cửa rồi tắt đèn rồi ở làm sao. Cái nghe chó sủa mới đi ra mở cửa, ai thì nó vừa thấy mở cửa nó mẹ mở cửa lẹ lẹ mẹ, để con đốt nhang cho ông Khoa coi. Hỏi gì vậy trời ơi, mắc cái gì mà con đem chén ra con rửa mà nó khiến sao nó không cho con rửa chén hàng sao không biết mẹ. Con biểu dục đi mà, ý là cứ trong bụng con cứ biểu dục đi đừng rửa, phải chạy qua đốt nhang cho nó một cái là chạy qua đốt, mua cho gói thuốc, đốt cái điếu thuốc lên. Vừa đốt điếu thuốc lên là cái đỏ đầu, là nó hít một hơi là còn cái tàn không á. Cái thằng Tài đó nói, mẹ dòm nó coi kìa, nó thèm thuốc cỡ đó mẹ. Cái nói, rồi hồi nãy tôi cũng đu cúng cơm, tôi cho hút điếu rồi đó, ngày nay hút tới mấy điếu rồi đó nha. Cái thằng Tài đó nói, Khoa ơi, tao với mày hồi còn sống mày cũng biết mà, anh em mình thương nhau đó mày biết mà. Mày phù hộ cho ba với mẹ khỏe mạnh đi, cho vợ con mày khỏe mạnh đi. Mày phù hộ cho tao đi, tao làm ăn hởm rày nó kỳ cục quá, cho tao suôn sẻ đi, tao có tiền thì tao phụ tao nuôi con mày. Rồi hả, đốt nhang xong nói mấy câu nữa, giờ tao đi về trực đưa cho ông nội, để tao về tao nấu cơm cho ông Tráng ăn, để nó chửi tao à. Mắc cái gì mà nó biểu con, dục có đi, phải đi qua đây đốt nhang cho nó mới được nha. Cô có tin là điều này có thật không? Thì trong nhà mình thấy mà mình nói thì người ta chắc không ai tin. Nhưng mà cảm nhận của mình thì là có. Thì con có tin là cái đôi dép để như vậy mình, cái đôi dép nó có nước không? Vậy đó hả? Đôi dép này của anh hay chưa đó? Đôi dép của nó đó. Hồi sáng này cô quét nhà tới đó đó, cô cầm đôi dép nước không, tôi nói trời trời, thằng ông nội mày đi rửa chân đó hả, mày để nước không vậy? Xách xuống cho Hạnh coi nè, Hạnh mày coi nè. Cô có sợ không? Không. Con mình sợ vậy ha. Tối về gõ cửa kêu tưởng làm sao á. Thằng xong rồi mình khuya bật cái ga lên nữa. Nói chung là nằm ở em ở làm sao, thường ảnh bệnh ảnh hay em đi ra đó mà nấu ăn á. Khuya là bật cái ga cạch mà đâu có ai đâu. Thì theo con được biết đó, là mình chưa có qua 49 ngày đó cô. Thì anh cũng còn lãng giảng còn ở trong nhà. Đúng không? Dạ. Thì bởi vậy mới là cúng cơm cho nó, là cúng đồ chay không à. Dạ. Nói con ráng ăn chay, con tu tập, con nương theo mà chư vị Bồ Tát, con tu tập, con về cõi lành nha không. Qua 49 ngày đi, mẹ cho con đồ chay, con ráng ăn đi. Cái ngày nào cúng cơm là cũng nói vậy á. Dạ. Tại khi mà nó vừa chết á, cũng vậy, là thấy nó ngã xuống mình tưởng đâu là nó mệt, chứ không ngờ là con mình nó tắt thở rồi. Dạ. Lật đật đi lên là giái kêu chư vị Bồ Tát rồi. Ý là nói giờ con nó mệt quá rồi, nếu mà phải phần số nó chư vị Bồ Tát rước con đi cho nhanh cho mẹ, còn nếu chưa tới thì xin chư vị Bồ Tát độ cho nó, phù hộ cho nó khỏe mạnh lại. Dạ. Để nó nuôi con nó nha. Dạ. Mà ai về đâu lúc đó là nó đi rồi. Dạ. Nó ngã xuống nó đi rất là nhanh mà nó còn tỉnh lắm. Dạ. Trước khi đi nó còn kêu Hạnh ơi Hạnh bóp chân Lãnh ơi Lãnh lên tới chân Hạnh bóp chân. Con này á, lấy dầu bóp xong vừa ẩm thằng nhỏ này vừa đi ra, chưa kịp ngã người xuống là ở trong này nghe nó la lên tiếng là nó gục xuống rồi. Cô bước qua cô thấy nó gục xuống rồi, cô cứ nghĩ là con mình nó đang mệt. Chứ con về đâu rồi lúc đó là nó đi á, không biết. Cô ẩm nó ra tới đây nghĩ tới cảnh nó đau lòng. Rồi chị cũng cố gắng lên để chăm sóc cho mấy cháu ha, rồi sức khỏe của chị nữa. Em tới đây thì em cũng động viên, rồi hôm nay em cũng có nhận được một số tiền của cô Diệu Hương ở bên Pháp với số tiền là 4 triệu để tới đây để giúp đỡ chị với mấy cháu những ngày trong bệnh viện vừa rồi đó. Rồi có tiền để trang trải cuộc sống ha. Trước tiên cảm ơn anh cũng dạy cho em gửi lời cảm ơn cô tới cô Hương nhiều lắm ạ, để giúp đỡ cho em để vượt qua mẹ con vượt qua khó khăn. Dạ rồi, để em lấy tiền cho anh trao nha. Rồi.
Em gửi lời em cảm ơn anh đã làm cầu nối để cho có Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mẹ con em vượt qua khó khăn. Rồi cho em gửi lời cảm ơn cô Diệu Hương nhiều lắm đã giúp đỡ cho em số tiền để em có thể trang trải lo bệnh cho con em trong lúc này. Rồi, con xin phép cô ha, con trao cho chị ha. Rồi, đây là 4 triệu của chị đếm lại giùm em hả chị? Em cảm ơn anh ạ. À, chị... đúng không chị? Chị đếm cho rõ ràng chị. Rồi đúng ha. Cảm ơn. Rồi. Cũng nhờ hai cháu làm cầu nối để Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mẹ con đó là lo cuộc sống sau này. Và cảm ơn cô Diệu Hương đã giúp đỡ cho mẹ con. Khi giờ bản thân cô cũng lớn tuổi mà cũng đau bệnh, không có làm ra tiền. Con cháu mình, mẹ nó thì sức khỏe nó cũng có, nó cũng nó mà muốn ngã ngang ra một cái rồi không biết sao. Trời ơi, quý vị ơi, chắc có lẽ là số tiền của Thường Phạm mà chưa mang từ gia đình cô Diệu Hương tới để giúp cho chị cũng xứng đáng đó quý vị. Thường Phạm thấy là rất hợp tình hợp lý luôn, giúp họ có tiền đúng ngay cái thời điểm mà các cháu bệnh ở bệnh viện mới vừa về luôn. Đáng lẽ ra là Thường Phạm đi thăm ngày hôm trước, nhưng mà Thường Phạm điện á thì chị nói là đang ở trong bệnh viện thì vô đó cũng không có tiện quay phim chụp hình đó quý vị. Cho nên Thường Phạm đợi chị vừa về là Thường Phạm tới để giúp cho chị để rỡ rối tiền kẹt đó quý vị. Rồi chị cố gắng lên hả chị? Dạ. Thấy vui không? Nhận được tiền vui không? Dạ vui. Dạ ha. Thượng Phạm cũng mong tất cả quý bà con, cô chú, anh chị gần xa trong ngoài nước, nếu mà có yêu thương gia đình chị thì hãy giúp gia đình chị, thì Thượng Phạm sẽ sẵn sàng làm nhiều cầu nối tới đây để giúp cho chị. Cố gắng lên nha chị. Dạ. Cô ơi, cô ở đây cô cũng cố gắng ha. Dạ. Sao chị tính tới làm sao đây rồi có... Em tính là sức khỏe em, có sức khỏe em đi làm để dành tiền để qua năm tới cho tụi nó đi học. Thằng kia thì vô mẫu giáo lớp lá để mới kịp lớp 1. Thằng này vô lại lớp 3 nữa. Tại năm nay nó nghỉ học rồi. Nghỉ học lớp 3 ha. Dạ, giờ tính là mình cầu mong chỉ cầu có sức khỏe để cho con đi học lại được tới đâu hay tới đó, chứ thấy nó chưa có biết chữ được với người ta tội nghiệp quá. Em thấy chị tính như vậy là hợp tình hợp lý đó, em cũng rất là ủng hộ cái chỗ này luôn. Nếu mà các cháu đi học lại thì em sẽ tới đây em thăm nom rồi coi có giúp được gì thì em giúp ha. Chị cố gắng lên ha. Chị quyết định như vậy thì em nghĩ cô chú Mạnh Thường Quân là thấy chị rất là thương đó, quyết định rất là đúng. Rồi cố gắng lên ha. Rồi mấy người con của chị nữa, cái người mà thứ ba đó, cái bé thứ ba đó là em thấy là cũng rất là cái ho vậy là rất là nguy hiểm đó. Giờ phải đi hay nói thằng này giờ là vậy, về nhà uống thuốc đẫn ngày hai ngày phải xuống dưới tái khám theo dõi. Chứ nhờ, cũng không biết là sao nữa, nhờ phải đi theo dõi, mình không có tiền mình nằm viện thì giờ cứ ngày hai ngày mình xuống mình khám sức khỏe lại kiểm tra lại cho nó. Kính thưa quý vị, trước khi khép video lại thì Thường Phạm xin gửi lời chân thành cảm ơn số tiền của cô Diệu Hương ở bên Pháp đã hỗ trợ cho gia đình của chị là 4 triệu, giúp cho chị có số tiền trang trải trong cuộc sống cũng như là đi bệnh viện để cho các cháu khám bệnh đó quý vị. Thì Thường Phạm xin được phép đọc số tiền của cô Diệu Hương là tổng số tiền nhiều lần ủng hộ hôm nay cô còn lại là 18 triệu, Thường Phạm trừ ra 4 triệu giúp đỡ còn lại là 14 triệu. Xin gửi lời chân thành cảm ơn số tiền của cô, gia đình cô Diệu Hương, chúc sức khỏe gia đình cô Diệu Hương rất nhiều. Kính thưa quý vị, thì một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt chia sẻ của quý vị là nguồn động lực lớn nhất của Thường Phạm. Thường Phạm xin hẹn lại tất cả quý ông bà cô chú anh chị và tất cả quý vị trong clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi con chào cô, em chào chị em về ha, chú bye cháu nha. Dạ. Gia đình chúng tôi cảm ơn cô Diệu Hương nhiều lắm. Nhờ các Mạnh Thường Quân nữa, và nhờ cái hai cháu làm cầu nối để nhờ các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ, xin cảm ơn nhiều. Rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe ha, rồi chị cũng vậy ha, rồi anh kiếm về.